bỏ sim thì có sóng đầy đủ mà không có tên nhà mạng nha. Hôm nay mình tiến hành mình bypass full nghe gọi. Các bạn nhớ là phải máy quốc tế nha các bạn. Máy lock thì nó không hỗ trợ bypass full nghe gọi nha. Alo, xin chào các bạn. Mình có cái con iPhone mình nó bị hello nè. Bỏ sim thì có sóng đầy đủ mà không có tên nhà mạng nha. Hôm nay mình tiến hành mình bypass full nghe gọi. Các bạn nhớ là phải máy quốc tế nha các bạn. Máy lock thì nó không hỗ trợ bypass full nghe gọi nha. Con này thì 6S thôi, iOS 15.7.8 nè. Số email, số series đầy đủ. Thì hôm nay mình tiến hành mình bypass trên cái hệ điều hành macOS thử nha các bạn. Chứ trên Windows mình cũng có làm khá là nhiều video ha. Thì tool thì hiện nay khá là nhiều. Thì các bạn muốn chạy tool nào hay là mấy bạn có máy tính macOS hay là Windows, các bạn cứ nhắn tin cho mình á, thì thấy hợp lý thì mình báo cho các bạn, order giúp các bạn chạy thôi. Rồi các bạn chờ nó khởi động vô macOS nè. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái tool HFZ nha. Tool này hiện tại nó chạy khá là ngọt các bạn. Mà quan trọng thì cái nó cũng hợp lý nha. Rồi con này là mình mở cái bao tool lên mình kiểm tra, nhận máy đầy đủ, bắt đầu mở cái tool lên. Rồi mình kết nối với cái máy, chờ nó read cái máy của mình đầy đủ á. Là trên cái tool á, là nó có hướng dẫn mình hết nha các bạn. Rồi cái này là đã kết nối máy là thành công nè. Thì trên tool nó kêu mình có cái chữ boot device nè. Bước thứ hai các bạn là boot máy ha. Nó nôm na boot máy vậy đó, có nghĩa là mình direct nó các bạn. Đầu tiên là mình phải direct trước cái máy nha. Rồi direct thì các bạn cứ bấm boot device trên tool đó, thì nó đưa cái máy về chế độ recovery. Rồi các bạn bấm start vô depo bình thường thôi. Thì các bạn chịu khó vô depo cho nó chính xác á, thì cái tool nó đọc qua một lần cho nó, nói chung là nó mượt mà các bạn, làm cho nó lẹ ha. Rồi các bạn chờ nó direct xong nó boot lên cái máy á, thì nó thông báo cái máy mình có support hay là chào mừng gì đó. Thì các bạn thấy những cái chữ đó thì mình đi order số series á, rồi mình kích hoạt thôi các bạn. Rồi các bạn đợi cho nó read lại cái máy mình một lần nữa nè. Rồi nó báo chào mừng gì, nói chung là nôm na là dạng như chúc mừng cái máy này đã hỗ trợ. Rồi mình đi order cái số series á, order thành công á, rồi mình kích hoạt thôi. Rồi sau khi mình order số series thành công nè, rồi mình mở lại cái tool thì nó đọc qua cái máy mình một lần nữa, nó kiểm tra dạng như cái số series này mình đã order chưa các bạn. Rồi nó hiện cái chữ active trên tool kìa. Rồi mình cứ bấm cái chữ active trên tool thôi, rồi mình đợi cho nó kích hoạt thôi ạ. Rồi test chức năng full sóng. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.